Tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu với mức chi phí rẻ không ngờ. Quảng cáo ngay trên kênh YouTube Độc Đáo TV. Truy cập ngay website quảng cáo itb.com. Stephen Hawking, tiên tri đáng sợ về tương lai nhân loại. Stephen Hawking là nhà khoa học nổi tiếng, được biết đến với công trình đột phá trong vật lý và vũ trụ học. Trước khi qua đời ở tuổi 76, nhà thiên tài vật lý học người Anh này đã đưa ra một số lời tiên tri đáng sợ, trong đó có cả việc con người và trái đất sẽ bị hủy diệt. Chỉnh sửa trends. Trong cuốn sách Brief Answers to the Big Questions, tạm dịch là câu trả lời ngắn cho những câu hỏi lớn, ấn phẩm cuối cùng của Stephen Hawking, ông dự báo các kỹ thuật chỉnh sửa trends sẽ tạo ra một chủng tộc người thượng đẳng, không ngừng tiến hóa và vượt trội hơn so với phần còn lại của nhân loại. Tác giả cuốn Lược sử thời gian đã đưa ra các dự báo trong một loạt các báo cáo và tiểu luận trước khi qua đời hồi tháng 3. Theo đó, ông dự đoán rằng công nghệ trans có thể tạo ra một giống loài mới cùng những siêu nhân và có thể sẽ hủy diệt phần còn lại của loài người. Những bài viết của ông được tổng hợp thành một cuốn sách có tên là Brief Answers to the Big Questions, tạm dịch là câu trả lời cho những câu hỏi lớn. Ông viết, tôi chắc rằng trong thế kỷ này, con người sẽ khám phá ra cách để chỉnh sửa cả trí thông minh. Ông dự đoán, luật pháp có thể sẽ được thông qua để chống lại công nghệ chỉnh sửa trans trên con người. Tuy nhiên, một số người sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ trong việc cải thiện các đặc tính của con người, chẳng hạn như trí nhớ, khả năng kháng bệnh và tuổi thọ. Trong quyển sách, những suy nghĩ cuối cùng về vũ trụ của nhà vật lý học thiên tài chỉ ra rằng những người giàu có thể sớm lựa chọn chỉnh sửa trans như một cách để cải tạo đặc điểm di truyền nhằm tạo ra những con người ưu việt với khả năng mở rộng bộ nhớ, khả năng khám bệnh cao, trí thông minh và kéo dài tuổi thọ. Ông cũng nhấn mạnh khả năng những đột phá trong trans sẽ lôi cuốn nhiều người thử cải thiện chúng. Một khi những siêu nhân như thế xuất hiện, sẽ có những vấn đề chính trị nghiêm trọng đối với những người không được chỉnh sửa, những người không thể cạnh tranh. Có thể họ sẽ chết hoặc trở nên không quan trọng. Thay vào đó sẽ là cuộc cạnh tranh giữa những người tự chỉnh sửa và tốc độ ngày càng nhanh hơn, Hawking nhận định. Dù vậy, bạn của ông Hawking tại Đại học Cambridge là nhà thiên văn học Lawrence lại không đồng ý với quan điểm trên. Ông Rice lưu ý rằng ngân hàng tinh trùng chuyên cung cấp tinh trùng ưu tú, bao gồm cả những người đoạt giải Nobel, tại California đã phải đóng cửa vì nhu cầu ít. Trí tuệ nhân tạo. Stephen Hawking mô tả trí tuệ nhân tạo là một ông thần vừa chui ra khỏi cái đèn. Ông lo sợ rằng những bước tiến trong lĩnh vực này sẽ tạo nên sự trỗi dậy của một hình thức sống mới vượt xa con người. Theo Stephen Hawking, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI sẽ tạo ra mối đe dọa diệt vong lớn nhất đối với sự phát triển của nhân loại. Ray Kurzweil, giám đốc kỹ thuật của Google, cũng có cùng quan điểm với Stephen Hawking. Ông dự đoán rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua con người vào năm 2045. Ngoài ra, Elon Musk, giám đốc của tập đoàn công nghệ khai phá không gian, cũng hy vọng các nước phải cẩn thận, nhìn nhận và nghiên cứu lại về trí tuệ nhân tạo. Bởi với trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang triệu hồi quỷ dữ. Khám phá không gian. Để đảm bảo sự tồn tại của nhân loại, nhà bác học cho rằng chúng ta sẽ phải chinh phục các hành tinh và hệ mặt trời khác. Ông Hawking dự báo, tản ra khắp vũ trụ có thể là cách duy nhất cứu chúng ta khỏi chính chúng ta. Tôi tin rằng con người cần phải rời trái đất. 2 tuần trước khi chết, Hawking dự đoán rằng tất cả những ngôi sao sẽ hết năng lượng khiến vũ trụ của chúng ta mờ dần vào bóng tối. Đó là lý do tại sao ông cho rằng nếu muốn sống sót, chúng ta rất cần đến các vũ trụ khác càng sớm càng tốt. Cuộc chiến với người ngoài hành tinh. Khả năng con người tiếp xúc với sinh vật ngoài hành tinh có thể không mang lại điều gì tốt đẹp, ông Hawking nhận định. Ông nêu dự báo đầy bi quan. Nếu người ngoài hành tinh ghé qua trái đất, kết quả sẽ giống như khi Columbus đặt chân lên châu Mỹ, vốn không phải là điều gì tốt đẹp cho dân da đỏ bản địa. Stephen Hawking cảnh báo có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa con người với người ngoài hành tinh. Theo Stephen Hawking, những người hàng xóm ngoài hành tinh thông minh và ghê gớm hơn chúng ta tưởng tượng. Người ngoài hành tinh có thiên hướng du canh du cư, không cố định một chỗ nên họ có thể sẽ sớm tìm cách chinh phục và xâm chiếm trái đất. Dịch bệnh và chiến tranh. Stephen Hawking cho rằng trong tương lai, con người sẽ phải đối mặt với nhiều dịch bệnh kinh hoàng với tần suất ngày càng nhiều hơn và nghiêm trọng hơn. Đây là hậu quả của những hành động do chính con người gây ra. Ông Hawking phát biểu năm 2016. Hành động của ông Donald Trump rút khỏi thỏa thuận Paris, thỏa thuận chống biến đổi khí hậu, có thể đẩy trái đất vượt qua bờ vực giống như sao Kim với nhiệt độ 250 độ C và mưa axit sulfuric. Dân số tăng quá nhanh và sự tiêu thụ năng lượng quá mức sẽ biến trái đất thành một quả cầu lửa vào năm 2600. The Metro dẫn lời ông Hawking năm 2017. Giáo sư Hawking cũng đề cập tới nguy cơ chiến tranh hạt nhân khi các cuộc xâm lược lớn sẽ phá hủy nền văn minh nhân loại. Đồng thời, sự phát triển của các loại vũ khí quân sự nguy hiểm sẽ phá hủy toàn thế giới. Theo Stephen Hawking, trái đất sớm muộn sẽ bị hủy diệt trong khoảng 2 thế kỷ nữa do suy kiệt, nguồn tài nguyên và tốc độ tăng trưởng dân số tăng nhanh. Để giảm thiểu gánh nặng lên trái đất, Stephen Hawking khuyên con người nên tìm hành tinh khác có sự sống để sinh tồn. Không ai dám chắc chắn những lời tiên tri của thiên tài vật lý Stephen Hawking sẽ hoàn toàn trở thành sự thật. Tuy nhiên, trước tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp với nhiều thiên tai, dịch bệnh đáng sợ, rất nhiều người bắt đầu tỏ ra lo lắng về vận mệnh chung của thế giới trong tương lai. Từ ban biên tập Độc Đáo TV. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhnghiastudio@gmail.com, số điện thoại 0964 002 593.